Trung Quốc sáp nhập Mông Cổ thì Nga có sợ không anh? Tiền đâu nuôi mày ơi, nghèo thấy mẹ rồi, sáp nhập mệt quá. Mày thấy thằng Mỹ nó giàu chết bà nội, nó có đi sáp nhập thằng nào đâu. Nhà giàu không có đi rảnh sáp nhập nhà nghèo mày. Tối ngày mới ăn mày sáp nhập miết kìa. Thời buổi gì toàn cầu hóa rồi, nói chuyện nhân lông có lỗ. Mấy thằng này là phải chửi mấy em. Không để nó đi nhục mặt Việt Nam thì nó ra đường, nó ra lỡ mà ra nước ngoài được, nó bôi trò trét trấu một cái thôi 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 thôi. Không có cái tư tưởng đó nha mấy em sống nhà quê sao tư tưởng tôi phải bá quyền chứ vậy. Mà mấy nước Tây đồ nghĩ là được Mỹ bảo vệ nên không chịu chi tiền quốc phòng toàn Mỹ gánh, thì trên đời lương được nhiều lương thôi, mày nằm trong đó mày cũng lương thôi chứ khác cái gì. Tất cả mọi người đều là tốt tới khi chưa tới khi bị phát hiện thôi, với hôm nay hòa bình lâu quá mấy thằng NATO nó biết sợ mấy em thiệt chứ bộ. Dạo này rục rà rục rịch rồi, mở kho xưởng vũ khí đồ sản xuất đồ training tập võ các kiểu, nói chung Nga Nga làm cú này thế mất nhiều cũng được. Đâu để ru ngủ tụi nó đang gà gà, mình ru ngủ mình đẩy dân quên bển đó, mình từ từ mình sâu xong rồi tự nhiên Nga nóng quá Nga đi quýnh Ukraine phát một tụi nó tỉnh liền. Tất cả chỉ vì để quốc gia của họ là trên hết, quốc gia nào cũng cân đo đong đếm được và mất khi chi tiền túi ra. Còn mày mày sổ nho má mấy thằng nghèo nó lương thôi mẹ ơi, được mất con khỉ khô. Chỉ thấy mấy thằng kia gánh cho nó im im giá, gọi là gì gì quên rồi, vác cái hộ khẩu đi ăn xin. Ví dụ như giờ ngày xưa đi, ngày xưa mấy ông mới vô thôi em khổ quá, mấy năm vừa rồi này nọ em gọi là lang thang giữa những dòng nước rồi em chưa có làm ăn được đồ, thôi em cho em vô đi em góp công làm lời, em đẩy người em qua bên nước Anh xuất khẩu lao động đồ các kiểu đà điểu. Mấy thằng kia thấy cũng mấy thằng kia đấy, nó một á là nó muốn lôi kéo, một là muốn lôi kéo, hai là nó muốn giúp thiệt à, thì nó vô cái thế anh làm ăn khó lắm ai ơi đó. Nên ông Mỹ ông gánh quá, mà ông Mỹ ông gánh mà ông gánh mày nhỏ ông tức, mà ông tức Đức, Đức giàu mà Đức chơi có 1% mà tức tức Đức thôi. Nên cái ông Trump muốn lên ông thấy vụ quân Đức Đức xong mấy đập luôn mấy đứa kia, nó là vậy thôi. Nhưng mà theo anh là công bằng chơi đi, mệt quá để tao nói hoài gì đánh mãi vậy có khi nào Nga tụt hậu sau Việt Nam không anh? Nước cờ này tại hạ chưa nghĩ đến, nhưng mà bây giờ có một số điểm thì Việt Nam hơn, ví dụ như công dân Việt Nam có thể đi lại tự do chỉ cần xin visa đi được. Nhưng mà ngược lại Russia chưa chắc xin visa được. Và máy bay của Việt Nam Airlines có thể bay đến những vùng trời được cấp phép trước. Cũng nhờ Nga đánh Ukraine mà các nước trong NATO tăng chi tiêu quốc phòng, mà NATO mở rộng thêm hai nước nữa. Một trong những mục tiêu mà đập Ukraine đó là gì? Ngăn sự mở rộng của NATO, cái NATO rép lại thêm hai đứa cho đỡ sợ. Tỷ phú Việt Nam có thể đem xe qua Mỹ bán, còn Nga thì không, một điểm hơn nữa. Nhưng mà Nga đem xe qua tặng Triều Tiên mày. Biết tin nó chưa? À, gì à? Ủa mà giờ ông Putin đi ra khỏi Nga là bị bắt ha anh? Tùy nước, nước nào mà tham gia vô công ước Roma đó thì phải bắt. Nên mấy nước nào tham gia vô công ước Roma đó người ta không dám mời, tại vì mời là làm khó anh ta hiểu không? Mày bắt thì chết với Nga, mà không bắt thì quay lưng với thế giới. Vô cái kèo nó khó khó thì đi qua những nước mà không có công ước đó thì được. Mà nói về công ước đó mấy em phải có kiến thức ở điểm này. Còn con nước nhỏ xíu kia anh quên tên rồi, mấy em nhỏ xíu ngày xưa đệ của Nga, bây giờ vô công ước đó luôn rồi. Đố mấy em nước nào? Armenia à chú gì? Maybe you right. Cái ông Armenia này ông lít nhiều chuột lắm nha. Hình như ông soạn bản thảo vô EU rồi đó. NATO mà giàu thì có nước nào liên kết với Nga không anh? Thì ai biết? Nga cho được lợi ích nào thì bạn nào cảm thấy ăn được thì bạn có thọt cái giò vô. Tao biết đâu. Nói chung á NATO mà vô đó thì chỉ được một cái là gọi là một cái cảm giác mình nhìn nó nhìn mình nhìn quýnh lộn nó đã thôi, chứ còn về mấy cái khác thì nó căng. Cái cảm giác quýnh lộn đã là cái gì? Bây giờ là cái cơ hội để coi là NATO là hổ giấy hay hổ thiệt, để coi một cái quân đội NATO mà người lính được đào tạo chính quy mà tốn tiền như vậy đó thì đánh đấm ra làm thao nó, và những vũ khí mà gọi là có độ chính xác cao và tối tân vậy nó work như thế nào, thì cái đó là cái mà nó đã nó gọi là mặt tích cực nhìn nó đã. Nhưng mà cái mặt tiêu cực đổi lại á là nó lôi nhiều nước vô chiến tranh hiểu không, và nó là ép bức Nga tới đường cùng. Triều Tiên chuyển 6.700 xe đạn pháo cho Nga anh nghĩ sao? Bình thường chứ đâu, chuyện mà NATO chuyển được thì nhờ Triều Tiên chuyển được mua bán chứ có cho đâu mà lo. Em nghĩ Triều Tiên có giàu để cho không? Một là mua bằng tiền, hai là đổi lại bằng 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 bằng, bằng lương thực, bằng rice. Tính ra TV cũng sản xuất được lửa đẩy với trạm không gian riêng, mà tận bây giờ Mỹ phải nhờ Nga làm giúp bọn anh rồi mày ăn cái bả nữa rồi con. Má dùng chữ nhờ nghe vĩ đại vãi, thì cái đó là cái bả đó mấy em. Vậy thì tao nói mẹ này mày hiểu nè, má giờ Mỹ nó cù bắp nó nghèo chết mẹ, nó phải năn nỉ quỳ lại Ả Rập Xê Út bán dầu cho nó, mấy nó chết cha rồi mấy em. Muốn phân tích về thế giới mấy cái này phải biết phải hiểu, nói vậy thôi không nói thêm. Bữa nay có một tin đồn cực kỳ ghê, mấy em đi check giùm anh nha, là nó là NATO đã cử vài đội đặc nhiệm đi qua Ukraine nữa. Nó không nằm ở một cái gọi là quy mô của một cái troop, mà nó là vài đội đặc nhiệm.
Moldova ly khai mà đề nghị Nga bảo vệ tròn tròn với anh tròn đâu mà tròn Moldova đó là ly khai theo Nga, thì cái phe ly khai bên Moldova sợ cái bị cái phe chính phủ Moldova đập nên bây giờ mới kêu vậy. Tình yêu là gì anh, cho em hỏi một câu được không? Tình yêu là một cái trạng thái, một cảm giác mà nó khiến cho em làm những điều ngu ngốc nhất trong lịch sử. Cú anh 4 giải thưởng trong năm của nữ tiến sĩ Stanford, tốt nghiệp tiến sĩ ở Đại học Stanford Mỹ, chị Thanh Hương chọn trở về Việt Nam nghiên cứu, giành hàng loạt giải thưởng. Tiến sĩ Hà Thị Thanh Hương 35 tuổi, trưởng bộ môn kỹ thuật y y học tái tạo, khoa kỹ thuật y sinh, trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, được xướng tên ở 4 giải thưởng năm 2023: quả cầu vàng nhà giáo tiêu biểu toàn quốc, Women of the Future, Saudi, mà chưa khó đọc quá, Saudi Asian. Ủa ông Asia 2020. Ghê chưa, ghê chưa? Làm MC được không? Phụ nữ tương lai Đông Nam Á và công dân trẻ tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Chị Hương ví 2003 như một năm gặt hái sau một thời gian trồng cây chăm bón. Đây là những thành quả được tích lũy trong quá trình dài nghiên cứu, giảng dạy, không phải một ngày hai ngày mà thành. Tôi rất hạnh phúc khi được nhận công nhận ở nhiều giải thưởng uy tín, ban giám hiệu là những người chuyên gia đầu ngành. Thành quả này có dấu ấn của nhiều thầy cô, đồng nghiệp, học trò của trường khoa học kỹ thuật y sinh. Tiến sĩ Hương chia sẻ, mày thấy tao khiêm tốn không? Gặp nhân tài tài trần hỗn này, mày thấy tao giỏi, tao nhỏ tao giỏi chưa, tao mới lớn rồi, tao mới thua tao rồi đó. Đấy đó, nó là sẽ là tài trần, còn người ta có ăn học người ta sẽ nói chuyện như vậy. Nào, sinh ra trong gia đình bố mẹ là giáo viên môn sinh hóa, đi theo nghề gia tộc nữa nè. Chuyện học các môn tự nhiên đối với chị Hương khá suôn sẻ, nhất là môn sinh. Nhưng năm cấp 3 tại trường phổ thông năng khiếu, khi theo người thân mắc bệnh trầm cảm đi khám ở bệnh viện tâm thần, chị nhận ra những hạn chế của cho hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần ở Việt Nam. Từ đó chị nhen nhóm ý nghĩ cải thiện tình trạng này. Trời ơi, hoài bão lớn quá mấy em, hoài bão thiệt là lớn luôn. Cấp 3 chị nghĩ là thay đổi bộ mặt quốc gia rồi. Rồi năm 2007 chị Hương trúng tuyển ngành công nghệ sinh học tại Đại học Khoa học Tự nhiên, nó Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Chị thỏa sức đam mê khi tiếp thu nhiều kiến thức học phân tử tế bào gốc, công nghệ sinh học và trở thành thủ khoa của ngành sau 4 năm. Vậy là bạn học ở Việt Nam 4 năm, em học ở Việt Nam 4 năm, nhưng năng khiếu là năm lớp 10, lớp 11 nó giọt nhiều lắm, nó giọt đi hết rồi. Giờ tôi nó làm tiến sĩ bên Mỹ. Sau tốt nghiệp chị làm trợ lý 6 tháng cho bệnh nghiên cứu sa sút trí tuệ bệnh SIDA gây ra tại nghiên cứu lâm sàng là Oxford tại Việt Nam. Trong thời gian này chị Hương ứng tuyển học bổng VEF Quỹ dục Việt Nam để tới Đại học Stanford Mỹ. Không chỉ trúng tuyển, chị còn nhận thêm học bổng của cựu sinh viên Đại học Stanford trở thành nghiên cứu ngành thần kinh. Vậy tính là nhỏ này đi về trễ này. Nó tốt nghiệp xong rồi nó đi làm thời gian xong rồi nó mới đi học. Chị trải qua thời gian học nghiên cứu sinh tại Mỹ khá chật vật vì chuyên ngành khác với thời đại học. Cộng thêm khác biệt về ngôn ngữ, chị Hương phải mất thời gian dài thích nghi. Các thầy cô đều học khoa tự nhiên cho tôi cảm thấy ngọn lửa đam mê nghiên cứu. Đến khi qua tới Stanford, tôi được trui rèn bản lĩnh đi con đường này, tiến sĩ Hương kể. Năm 2018, chị Hương tốt nghiệp, chị chọn về Việt Nam. Để tôi bấm thôi. Học 2019 là vô Bách Khoa hả? 2007 chứ, 2007 vô Bách Khoa. Vô Bách Khoa là học 10 năm, là tới 2011. 2011 rồi đi làm 6 tháng. Đi làm 6 tháng rồi xong rồi xin quỹ học bổng này, nó cứ cho là làm 6 tháng xin giấy tờ 1 năm. Là tới 2012. 2012 là học nghiên cứu sinh 3 năm, 3 năm 2015, 2018. Nè, chị Hương tốt nghiệp chọn trở về làm việc tại khoa kỹ thuật y sinh trường Đại học Quốc tế. Với từ bỏ những cơ hội ở Mỹ và về nước không phải là quyết định khó khăn, bởi trước khi học chị đã đặt mục tiêu sẽ trở về và sẽ thay đổi nhiều người về sức khỏe tâm thần. Này có định hướng sẵn rồi. Bạn không thể đơn thuần gặp một người trầm cảm, bệnh nhân rối loạn lo âu mà nói là bớt buồn bã hay bớt lo, họ thật sự không làm được như vậy, tiến sĩ Hương nói. Em ở dưới Vũng Tàu có một thằng kia học lớp 8, nó học môn sinh lớp 10, mới lên cấp 3 nó được vô đội tuyển quốc gia, thi 3 năm liên tục xong không cần thi đại học, tuyển thẳng vô y Đà Nội luôn anh. Thì đương nhiên nó giỏi quá thì tuyển nó đi chứ thi gì nữa, mấy thằng giỏi gì tuyển đi, không tuyển nó dẫn nó thi Olympia. Bây giờ sao trên báo Việt Nam xếp năng khiếu lao đan Lê Quý Đôn, thôi mấy, bởi vì thằng ngu nó nói chuyện nghe là biết ngu rồi, nó chỉ có kiến thức kinh nghiệm trải nghiệm gì báo chí gì. Bây giờ em có con Google tới sạch rớt năng khiếu vô Hồng Phong á, thì bây giờ báo nó là Lê Quý Đôn hơn năng khiếu đúng không, thì mày search ra Lê Quý Đôn với Lê Hồng Phong cái nào hơn? Cái cú mà em của ổng mà rớt năng khiếu mà vô Lê Hồng Phong là ổng mất ăn bỏ ngủ mấy tháng luôn á.
bảo vệ luận án tiến sĩ hay thạc sĩ gì mà phải môn gì đó chứ, một cái lý thuyết sẵn có thiên nhiên mà bảo vệ là sao bóp, ví dụ như chuyển động tròn đều là được trong thế giới tạo tới đó mà bảo vệ. Nhưng mà cái vấn đề là cái đó bên Trung Quốc hay bên Mỹ tao mới biết được, là mỗi bên nó khó nó dễ khác nhau em. Ví dụ như em tiến sĩ bên Mỹ là phải có research, và cái research của em nó phải lên báo đó, báo dữ luôn, hiểu chưa? Còn bên China sao anh đâu biết đâu. Top 3 phổ thông năng khiếu Lương Phong, Trần Đại Nghĩa, Santa Bea, Petrovsky, rồi đâu cái thằng kia đó nó sạch đâu ra Lê Hồng Phong nữa, là Hiền Nguyễn. Mà anh nói em nghe nè, cái năng khiếu nó hay ở chỗ đó, nó là cái là nó là cái ngôi trường thật sự cho những đứa trẻ nó hiếu học, tức là vô đó được miễn học phí mà em. Cái này ông anh này ông vô kể nha, anh không biết nha, vô đó miễn học phí, vô tổng toàn là nghèo không, nghèo không nè. Giờ bác sĩ trường em học xong cử nhân, học lên chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, chứ ai theo con đường thạc sĩ tiến sĩ, trừ khi đi nghiên cứu chứ không đi bệnh viện. Cái từ chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 là gì má? Cái từ thạc sĩ tiến sĩ là cái trường quốc từ quốc tế, còn cái chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 bản chất là cái gì? Thì giờ ra trường tao chỉ hỏi mày, mày một là mày bachelor degree giống tài, còn hai là mày MBA đó, còn hoặc là mày master of cái gì đó, còn không thì mày là doctor cái gì đó, không phải đừng doctor rồi được. Chứ tự nhiên bây giờ em nói tự nhiên em đi học xong cử nhân, xong chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 thì ai biết cái chuyên khoa là cái gì? Cái chuyên khoa của em là cái certificate à, nó giống như bây giờ có những cái certificate nó là gì, giống như hôm qua hôm nào hỏi anh đó, anh như cái bằng CFA không? Ủa tao đây tao bằng CFA chi tế tao hả mày? Mà cái bằng CFA là bằng gì? Nó bằng nó chuyên về finance, là cái bằng đó dành cho những CEO đẳng cấp, nó phải có cái bằng đó, thì cái đó là cái certificate, nó không phải là một cái, nó không phải là cái master gì của trường học hết á. Chuyên khoa giống như master of khoa đó anh, không có giống, nó là nó hoặc không phải là nó chứ sao giống là gì? Nếu mà nó là nó thì nó là master. Thí dụ như em là bác sĩ mổ ruột thì em học thêm một cái master của ngành bác sĩ mổ ruột, nó kêu là master of mổ ruột. Rồi em muốn vô là trưởng khoa thì học thêm cái MBA nữa để lấy kinh nghiệm quản lý nữa. Em cầm hai cái master of mổ ruột với cái master of business gì đó, administrator đó, thì cầm hai cái đó là làm trưởng khoa. À, tao nói vậy binh được học vấn tao binh ghê lắm.